tháng 6, dập dình chờ ETF. Phiên tăng mạnh đêm qua của chứng khoán thế giới chỉ đủ đẩy Việt Nam, index tăng một nhịp ngắn vài phút đầu tiên. Toàn bộ thời gian còn lại thị trường vật vờ đi xuống và đã đánh mất gần hết mức tăng. Đêm qua S và P500 của Mỹ tăng 0,95% và đóng cửa lập đỉnh cao nhất của mọi thời đại. Không phải là quá viển vông khi kỳ vọng một phiên bùng nổ của thị trường Việt Nam phiên này. Rất tiếc hôm nay lại là phiên cả hai quỹ ETF ngoại sẽ giao dịch rất mạnh. Nhà đầu tư hờ hững chờ đợi đến cuối phiên khiến thanh khoản sụt giảm nhiều. Việt Nam, index tăng bùng lên 964,52 điểm, trên tham chiếu 0,56% rồi ngay sau đó trượt dốc, đến cuối phiên sáng chỉ số chỉ còn 960,6 điểm, tăng nhẹ 0,15% so với tham chiếu, ngay cả độ rộng cũng thay đổi nhanh, chỉ còn 113 mã tăng trên 153 mã giảm. VN30, index đầu phiên cũng tăng 0,67%, đến cuối phiên sáng chỉ còn tăng 0,24% Độ rộng chỉ cân bằng với 16 mã tăng trên 10 mã giảm. Thị trường trượt dốc chậm nhưng không thể có nhịp đảo hồi nào là do nhà đầu tư hạn chế mua vào giá cao, nhóm blue chips không còn đủ lực dẫn dắt như hôm qua nữa, bản thân nhóm VN30 sáng nay cũng giảm giao dịch khoảng 10% so với sáng hôm qua và nếu không tính tới giao dịch lớn của ROS thì giảm 13%. Nhóm ngân hàng hạ nhiệt rất nhanh, sáng nay TCB là cổ phiếu duy nhất khá ấn tượng khi tăng 0,97%. Tcb là cổ ngân hàng duy nhất có liền hai phiên tăng khá, hôm qua vừa tăng 2,5%, VCB đã tụt áp, chỉ tăng nhẹ 0,14%, EIB tăng 0,54%, TPB tăng 0,21%, CTG, MBB tụt về tham chiếu, VPB giảm 0,26%, STB giảm 0,43%, HDB giảm 0,37%, BID giảm 0,46%. Nổi bật duy nhất trong nhóm trụ chỉ có VNM. Đang tăng 1,14%, VNM đã có 5 phiên đi ngang và hôm nay có dấu hiệu bùng nổ. Đây cũng là ngày tăng trên 1% đầu tiên của VNM sau 19 phiên liên tục. VHB tăng 0,64% không phải là mạnh, nhưng vì vốn hóa mã này lớn nên cũng có ảnh hưởng tốt. Đây là hai cổ phiếu duy nhất đạt mức tăng vốn hóa vượt 1.000 tỷ đồng sáng nay. Số còn lại đều tăng vật vờ. VIC tăng 0,17%, GAS tăng 0,38%, HPG tăng 0,42%. SAB tăng 0,4%, VCB tăng 0,14%, đó là nguyên nhân khiến thị trường mất đà rất nhanh. Tổng thể sàn HSX cũng không có giao dịch sôi động nào, ngay cả các cổ phiếu đầu cơ cũng lặng tiếng, lác đác vài mã nhỏ tăng trên 3% với thanh khoản tương đối như CCL, TTF, IGC, DXG, còn lại số tăng phổ biến là dưới 1%, cả sàn chỉ có chưa tới 50 mã tăng quá 1% mà phần lớn giao dịch rất nhỏ. HNX đang giảm ở cả hai chỉ số chính do chỉ có duy nhất PVS trong nhóm trụ tăng nhẹ 0,87%, ACB lại giảm 0,34%, SHB, VCG tham chiếu, NVB giảm 1,2%. HNX Index đang giảm 0,16% với 60 mã tăng trên 52 mã giảm. HNX 30 giảm 0,37% với 11 mã tăng trên 11 mã giảm. Thị trường sáng nay không hẳn là yếu, mà chủ đạo là không có động lực giao dịch chứ ROS thường giao dịch lớn, chỉ có VHB là khớp được quá 50 tỷ đồng giá trị. Nhóm ngân hàng tụt giảm thanh khoản trầm trọng và giao dịch cũng trì trệ càng khiến thị trường mất đi sức sống. Chiều nay các quỹ ETF sẽ giao dịch nhiều hơn nên thanh khoản dự kiến sẽ tăng. Phiên sáng nhà đầu tư chủ yếu là chờ đợi. Khối ngoại mới giao dịch nhỏ, HSX sáng nay bị bán 269,9 tỷ đồng và mua 211,4 tỷ đồng. VN30 cũng bị bán 165,9 tỷ, mua 131,4 tỷ đồng. HNX mua 3,2 tỷ, bán 1,2 tỷ đồng. Phía mua dòng tốt nhất sáng nay là HPG, VGC, VCBDXG, HQC phía bán dòng có STB và DPM bị xả rất lớn, mức dòng tương ứng 2,85 triệu cổ và 1,28 triệu cổ, SBT, VHM, FLC, POVK, HDB, VNM cũng đang bị bán dòng nhiều.